Sau khi Sammy chuyển từ thế giới loài người sang thế giới phép thuật, cô mất hết ký ức về quá khứ, về Phong Cận và tình yêu giữa họ. Phong Cận đã cố gắng nhiều cách, nhưng Sammy vẫn không thể nhớ lại điều gì. Không ngủ, đứng ở đây la lối âm sầm, rồi tí nó thầy lên á, thầy bắt cả đám bắt phạt luôn á. Đi ngủ đi lên. Được rồi. Vài bạn cùng phòng yêu cầu Phong Cận im lặng. Phong im đi, cậu sẽ khiến chúng ta bị thầy phạt. Phong Cận nhận ra mình đang làm phiền người khác. Anh lặng lẽ rời khỏi cửa sổ. Sáng hôm sau, Phong Cận ngủ quên và chỉ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của Cyrus Phong. Dậy đi, cậu sẽ trễ giờ chào cơ. Đây nhóc. Nhóc, dậy. Phong Cận nhanh chóng thay đồ và chạy xuống sân trường. May mắn là anh đến kịp giờ. Hả? Trong buổi chào cờ, thầy hiệu trưởng thông báo về buổi học mới. Hôm nay, chúng ta sẽ học về cưỡi chổi bay, kỹ năng rất quan trọng đối với mọi phù thủy. Sau buổi chào cờ, Phong Cận cùng các học sinh khác tiến đến sân thi đấu chổi bay. Sân thi đấu rộng lớn, với những cột đích cao và các chướng ngại vật đầy thử thách. Thầy giáo bước ra giữa sân, nói to, hôm nay chúng ta sẽ học cách cưỡi chổi bay. Để bắt đầu, các em hãy cầm chổi, nói lên và chổi sẽ đưa các em bay lên. Nhiệm vụ của các em, đó là chúng ta sẽ sử dụng chổi để bay lên và sử dụng búa phép để tấn công mục tiêu là ba quả cầu ở trên ba đỉnh cột. Mỗi một quả cầu các em hạ gục được sẽ được cộng 1 điểm và tối đa là các em sẽ được cộng 3 điểm vào bản kiểm tra của mình. Buổi học kết thúc bằng một cuộc thi đấu nhỏ. Điều khiển chổi vượt qua các chướng ngại vật và bắn trúng các vật thể sẽ được thưởng 1 điểm đặc biệt. Buổi học bắt đầu, từng người lần lượt lên thi, các học sinh khác quan sát và cổ vũ. Người đầu tiên là Cyril, cậu bạn thân của Phong Cận. Cyril dễ dàng bay lên, vượt qua các chướng ngại vật. Mọi người gieo hò cổ vũ khi Cyril kết thúc phần thi của mình trong thời gian kỷ lục. Đến lượt các học sinh khác, mỗi người đều có những màn trình diễn ấn tượng với những cú bay nhanh nhẹn và khéo léo. Trời mà khó quá em, trời còn nó cao dữ, tung vào nhất cái quần rồi. Phong Cận đứng chờ đến lượt mình, quyết tâm thể hiện khả năng của mình. Khi quan sát các bạn thi đấu, Phong Cận cảm thấy nhiệt huyết trong mình sôi sục.
Nhìn những cú bay lượn mượt mà và vượt chướng ngại vật đầy kỹ thuật, anh càng quyết tâm hơn. Phong Cận bước lên phía trước và giơ tay. Thưa thầy, em muốn xung phong thi đấu. Thầy giáo nhìn Phong Cận khích lệ. Được thôi, Phong Cận, hãy cho mọi người thấy em có thể làm được gì. Cả lớp vỗ tay, thầy giáo khen ngợi. Phong Cận, em đã làm rất tốt. Thầy rất tự hào về em. Dù đạt thành công, Phong Cận vẫn không thấy Sammy chú ý đến anh. Sau phần thi, anh nhìn về phía Sammy, nhưng cô vẫn không để ý. Phong Cận quyết định đi tìm Sammy để hỏi liệu cô có còn nhớ gì về anh không. Tôi thật sự là tôi rất là thất vọng về bà luôn á. Tại sao mà tôi qua tận thế giới phép thuật này để tôi kiếm bà, mà tại sao bà lúc nào cũng lẩn tránh tôi. Thậm chí khi mà tôi kêu bà cũng không thèm nhìn mặt tôi luôn. Là sao vậy hả? Ủa? Bà ai vậy? Mình với bạn có quen nhau hả? Sammy trả lời rằng cô không nhớ gì về mối quan hệ giữa họ. Thầy hiệu trưởng bước ra giải thích rằng khi phù thủy từ thế giới loài người trở về thế giới phép thuật, ca ức về thế giới cũ đều bị xóa để bảo vệ cả hai thế giới. Phong Cận hiểu rằng Sammy không thể nhớ và quyết tâm tìm cách giúp cô khôi phục ký ức. Cuộc hành trình của Phong Cận chỉ mới bắt đầu và anh sẽ không từ bỏ.